Hello, chào cả nhà. Hôm nay là giờ này cũng gần 7 giờ rưỡi rồi. Hôm nay tình hình là hôm nay mình nhận cọc chiếc quay A cộng đã nhận cọc luôn nha. Nhận gạch của ông anh ở Kiên Giang. Neo FI 209 màu đen cũng nhận gạch luôn. Ông anh Bến Tre ủng hộ. Rồi cuối cùng là anh em trai Nhật từ dưới Long An Bến Lức Đức Hòa lên đây ủng hộ mình một con Neo FI 209. Và ảnh cũng nhiệt tình quá, tặng mình cá lên luôn nè. Đó, anh em ở đâu, ở dưới Đức Hòa mua cá gì cái ảnh ủng hộ nha, dựa cá gì? Dựa cá Nhật nha. Đó, ngay Đức Hòa mình đó. Đó, dựa cá, anh ủng hộ mình con Neo FI 209 ban đêm luôn. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn Nhật đã quan tâm, ủng hộ mình. Rồi, xe này là mình cũng cam đoan Nhật ơi, là xe này xe zin nha Nhật ơi. Đầu nồi chưa rớt nha, thả nào nó phán là tặng luôn xe luôn. Rồi, bye bye, cảm ơn nha. Cảm ơn. Chúc tất cả mọi người một buổi chiều vui vẻ và mạnh khỏe. Tình hình là hôm nay là tạm thời là như vậy nha. Ba xe đã bán. Quay A205 A cộng đã bán về Kiên Giang. Và chiếc Neo 209 về Tiền Giang. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người thích thì hãy chia sẻ kênh, đăng ký kênh Xe Máy Học An Độc Lại Chiếc Sài Gòn, ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển. Rồi xin bye bye, chào tất cả mọi người.